ខ្មែរអឺអានគេមានគេចង់ផ្សាយសុភៅបិទស្អីឲ្យយើងព្រោះយើងអត់បានទេគឺមកទេអញ្ចឹង ទៅ cái chỗ bà con đông đông hồi nãy là người ta kêu bằng kêu sao ta cái đất ruộng á, người ta lấy cái mặt đất ruộng ở trên ra đặng ta đi đổ nền nhà, có thể là cái ruộng đó nó cao quá, người ta cứ nhiều kêu bằng lột có cái mặt ở trên để lấy đi đổ nền nhà. Cái này chùa Xóm Xây, kế bên chùa của chùa B52, chùa Thoa Hành Cung. Cũng chuẩn bị xây mới nè. Mấy cái này là đổ khuôn. ខ្មែរអឺអានគេមានគេចង់ផ្សាយសុភៅបិទស្អីឲ្យយើងបើយើងអត់បានទេគឺមកទេអញ្ចឹងទៅឈូវត្តស្អីទៀតណាអរគុណលោកតាណាទៅវិញអញ្ចឹង chùa này thì cũng có kêu gọi để dạy chữ Khmer nhưng mà hình như nó xa làng hay sao là người ta không có tới. Nhưng mà sư thì cũng có kêu gọi dạy chữ Khmer cho người lớn với trẻ em. Theo như ông ta ở cha nãy ông nói á, là đến dạy chữ Khmer mà bà con không tới, thành thử là cũng không có dạy. Sự tích của nó là cái tên B-52 là do nó bị trúng bom B-52. Bom hồi xưa thả nó rớt đâu nó rớt chứ đâu phải như bây giờ. Bom thả chính xác.
này là chùa Sam Tây. Xua xua luôn ngọt lắm. Cái chùa này mới khánh thành, mới làm lễ cho sài ma hôm tám. Để vô đây hỏi coi có dạy hình như cái chùa này có dạy không? Có dạy trường không ai à? Có lần tới đây gặp mấy đứa nhỏ bốn khoái chùa này ở chùa này. Cái này người ta làm xong hết rồi. Tục tịch. Bên này là chùa Phục Linh thuộc xã U Lâm. Thì tôi có tới để gặp hồi nãy là tôi có ghé vô chùa Thoại Cung ở tới chùa Sâm Xây. Rồi trên đường này nó có cái chùa này là chùa Wat Phục Linh. Cả nát xóm mau cả thân Wat Phục Linh này trái. Cả nát nơi xây nên sẽ trốn vào tay nữ chiếc y cọng. Cả nà sát đá tư thọt chia chân thư sai thư chì ca hủi bọn tiên vọt ấy nâng. Sao mà vọt ngay môn tha chọc xe má nơi nếp vào tay chọc từ tại lược khám áo chờ lược sọc bọc kế ạc bàn màu. Tôi có hỏi sư á, bây giờ mà dương biển không ai nhớ về Nga Kha của tôi. Xong chúng ta có nhóm đã bàn về yêu cầu biển bom nổ là cái dấu đơn người đồng bộ. Chỉ chân không ai nhớ có tập bỏ đất sạch nên cả sạch xa mình có mà đại của mà đấy. Chính tớ không ra đơn ca rút nơi đồng bộ. Ở bộ phụ mai dớ chưa về sát tại tại mà vật rọc đấy rọc ngày Vismaka bà con phía xa Việt Nam trên bay khé bay nước ngầm luôn cơ bay khé để bà con phía xa Việt Nam này mình của chân thịt mày những tay rọc đấy màu sắc xa đến sốt phía xa nữa so sắc mày là vật thì theo bình thường đó là mỗi năm đó là vào dịp nghỉ hè 3 tháng nghỉ hè thì chùa có mở lớp dạy ở chữ Khmer cho con em đồng bào ở trong vùng ở dương quanh nát là cô ba cơ xà la huyện sọc mai nó đây được không? Vừa cho mình học chữ tu tứ nó đồng bọn nam bộ dân ở tầm miền chân chịt mai rồi nó cũng vọt ở đám cứ từ tối ai đồng vì sự mạng cao và con phía xa Việt Nam vọt nó có được công nghiệp phía xa mai đây đồng bài ai con mai này quan trọng. Thì nói chung á thì ở cái vùng đồng bằng Nam Bộ này ở chỗ nào mà có chùa có làng mạc người Khmer thì vào dịp hè chùa nào cũng mở lớp để dạy cho con em đồng bào tam thom đã mà phơi Vismaka đại dương và riêng nắng ở chùa mấy và hai chục nón của mình đấy rồi con. Từ tới mình cầu bây giờ người dân có tăng không rồi? Thà nằm nín mấy nãy riêng
ឆ្នាំទី1អសរសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរបងបាកងបៃខែយើងប្រឡងមិនអាចបានទេច្រើនទេដល់ពេលប្រឡងចប់អាចសរសេរបានអានបានក្នុងសិភើឆ្នាំទី1នេះឆ្នាំក្រោយបាកងភាសាវៀតណាមក្នុងរបងអំឡុងពេលបៃខែក្រោយទៀតហើយគាត់ទាំងទី2ហើយបើសិស្សណាដែលប្រឡងមិនទាន់បានរៀនអានមិនទាន់ច្បាស់ហើយមិនទាន់ចេះសរសេរទាំងអាននៅក្នុងភាសាខ្មែរឆ្នាំទី1នោះទេភាសាខ្មែរនោះទេយកអត់នៅរៀនមកបៃខែក្នុងមួយឆ្នាំទៀតThí dụ như trong năm nó nghỉ 3 tháng hè thì các em nó tới, thí dụ như học lớp 1 tới khi nào mà nó học nó biết viết, nó biết đọc xong rồi đó, tới đợt sau thì nó lên lớp 2. Còn đứa nào mà chưa biết thì nó vẫn học lớp 1 trở lại tới khi nào nó biết. Dương phụ huynh không hay chấm đó là miên pháp và lõng ấy. Miên, đây thà, khăn ông rồi quên thà bay 4 ថ្ងៃទៀតចូលរៀនភាសាវៀតណាមជាងព្រះសង្ឃទូទៅនៅតំបន់យើងគឺឲ្យប្រឡងឲ្យប្រឡងហើយពេលដែលប្រឡងជាប់គឺមានកម្មវិធីបិទវេសនកម្មប្រកាសលទ្ធផលជាប់ធ្លាក់ឲ្យជូនកាដូអនុស្សាវរីយ៍ដល់សិស្សានុសិស្សនៃសាលាវៀតណាមដែរណាហើយក៏ពួកគាត់បានមកឈប់ទៅត្រូវទៅចូលរៀនវៀតណាមវិញជឿគីមកយូទូជើងវៀតណាមណាThì các chùa có tổ chức cho các em thi cử. Đứa em nào mà thi cử đạt thì sẽ nhận được dương miễn banh từ tour school lên chân đây từ cơn thầy cô và mấy nhá. Trần tay chia sẻ nhà bắt banh mình chạy là có ban là riêng thạc đi mua phía sạc mấy ai thật ba đại ba. Ngày xin năm cửa ai thật ban riêng thạc đi phía phân tách. Còn mình ca cho rung phía thạc xa dương này. Mình là...ខាងអាប់ពីបាល់ភូមិស្រុកអីគេមកជួយតែតែមកលើទីចិត្តយើងតែគឺ mỗi lần mà cái hết mùa hè đó là các em phải chạy qua một công đoạn là thi cử thì các em nào mà thi đủ đạt đủ điểm thì được cái giấy chứng nhận đã hoàn thành cái lớp đó để lớpTới năm sau các em vô là tiếp tục lớp trên hơn. Với trong việc thi cử này thì cũng có sự hiện diện của chính quyền địa phương tới để khuyến khích các em học chữ Khmer. Thực cũng thân đã qua chương mà Phil Vismaka lại cùng mình mà riêng nâng chùm nôn mấy bài của bạn đây thực cũng. Sớp tầng ốc mình trong phim Pram Roy tới Pram Mui Roy Khmer.Nếu cộng tổng cộng lời khoảng 500-600 nhưng kích nó vừa miền hạ thì mới thì phi thì bay chứ có nhiều lớp tại từ lớp 1 tới lớp 3 thì tổng cộng là khoảng 500-600 em táo mà đốc quan dương miền khoa khát xây rừng xung thể ai khá hẳn vì theo ca phần riêng mới cho tôiជាពិសេសទូទៅតាមចំណបត្តិនៃការរស់នៅរបស់ខ្មែរមានកម្រិតនេះដូចជាបញ្ញាណាម័យចំណាម័យវាត្រូវការដូចជាសម្ភារៈបន្ទប់ទឹកសម្ភារៈជាតិយើងត្រូវជំរះអនាម័យទី2ដៃសូត្រាគៀនសម្រាប់ការការសិក្សានេះបានចូលអូដូចអបមាថាវត្តយើងនេះនៅត្រូវការក្តារខៀនណាក់ចាំងទៅគាត់ត្រូវការប្រហែលបាទបើសិនជាទូទៅបរិញ្ញាបត្រមាន3ទៅ4ថ្នាក់3ទៅ4ថ្នាក់វាស្មើនឹងក្តារខៀន3ទៅ4ក្តារគេហៀងយកជួជួគ្រូសឺនៅដែរឡាក៏ទៅ3ទៅ4លោកមកកាន់ទៅគាត់និយាយថាមកលោកឡាមកគេតំបានយើងមិនទាន់បានក្តារខៀនណានេះទៅគាត់មានតែច្រើននៅក្តារខៀនបច្ចេកទេសជឿឬក៏យូរឆ្នាំហើយជាងហ្នឹងណាហើយយើងទៅគុំក៏បានញោបានគេបានយាយcác em nó bạn cũng cũ rồi với nó không được tốt đẹp lắm thành thử ra ở đây bởi dương trai ca nó dương trai ca phải bay rồi được rồi bay cũng bán cũng bán chùa này cần từ 3 tới 4 cái bản để dạy trẻ em còn về số lượng học sinh là 500-600 em mỗi năm thì
viết với kỳ viết ở chạy thế nào sập thâu sập xế đầy so thế đó cả đà khiến nữa bịch thì xế đó thì mẹ ông ai mấy đó cô à, bây giờ chùa ở đây thì cầm ba cái bản à, phấn phấn viết với hương sông thật đấy ạ thì mẹ mới như tờ riên là những cái học cũ như là sách viết khoảng cho 500-600 em mỗi mùa hè chân ở dương và lại trong nắng ấy tôi cũng kiếm thọt nắng cái nát thọt nắng thì mẹ ở cái mới ở cái khơi cá trời cá bò dương ở trong cái chùa dương hết cái nát cũng mình toán đăng cái chùa việc nhà máy nhé cái nát của ấy ngày môn cái nát đang trời cháy bài nơi khang rồi len nơi khang cái bài vọt nó sẽ càng rối chứ mà cái khơi mà cái nát non cái đá tôi chạy bài chùm môi cái nền đó còn cái vẻ ta cái trong chùa dưỡng còn ta cái mình chùa chứ ở bộ phố bò rồi phố với cái chùa cái rương bà riêng mà riêng cái mây bộ cái khơi cái nát tôi thọt về đây nhớ đôi cả nước thọt nó vọt nữa vọt thoa anh cúng bùng bà riêng cái mây nhà xo khoái đó á bạn cái tha lỡ bởi cái chuối khang rương rương xong thật đẹp thì mẹ bằng riêng con khám ai đôi giá ngày nay cả nà tôi chạy bài nơi nơi cái khu dân cư nơi an tất nè bạn cả nà thì liệt châu tư vọt môn môn mớ xua ta đồng vọt dương đồng nè nên ta cả ai khlác là bày thọt là kì mớ làm kì riêng trăm mà bừa ở cái chặt chay mấy cái chùa dựng ba mán kịp bản năng hết rồi cốt chẳng ở con để con trái nữa mà ngoài con sông lia.